cái report này bên mình sẽ tặng kèm cho bất kỳ sản phẩm nào bán ra của con Vang số V8 bán ra, kể cả hàng có tem hay là hàng không tem nha, hàng có tem hay không tem, bên Thiên Vũ đều tặng cho mọi người một cái remote như thế này. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Hero ha. Thì mình là Khánh, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về một cái sản phẩm mà nó chỉ là một cái sản phẩm tặng kèm, tuy nhiên những cái tính năng của nó, những cái công cụ trên nó thì nó sẽ tăng cái trải nghiệm của mọi người khi sử dụng một cái dòng sản phẩm rất là nhiều. Đó chính là cái remote dành cho con vang số JBL V8, dòng vang số mới nhất hiện nay. Thì cái remote này có gì hay thì mình với mọi người cùng nhau tìm hiểu nha. Bắt đầu thôi. Ok. Thì hiện tại mình đang có một cái remote V8 ở đây. Thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người các tính năng của con remote này, cho mọi người biết nó tiện lợi như thế nào ha. Đầu tiên thì ở trên hai trên này là sẽ là phần input ha. Tức là input, tức là mình chọn ngõ nhạc vô á. Thì mình bấm cái đó, nó sẽ bấm này. Đó, input VLD này. Đó, BMG này. Tức là tùy mình nha. Đó, có thể mình ấn đây là ấn nút này hoặc là mình ấn nút này cũng được này. Dưới này cũng có này. BGM này. Rồi mình qua VOD này, mình gọi optical này. Cái này là những cái ngõ mình cắm phía sau vang số á, thì mọi người cắm cái gì phía sau thì mọi người chọn nó kêu thôi nha. Rồi, thứ hai là cái mút. Cái mút này cũng khá là hay để mình mở nhạc lên, chắc mình mở nhạc lên cho mọi người hiểu. Nó dễ hiểu ha. Rồi. Rồi to quá. Ok. Rồi. Đang ngồi nhạc ha. Mút nè. Thấy không? Tắt kìa không, mọi người thấy tắt kìa không? Nhưng mà khi mà mình mút á, tất cả những cái nút này mình không bắn được. Thấy không? Bắn nó không có chạy á chị. Không có chạy hết. Không tắt được, không được gì luôn. Có một cái effect được nhưng mà đâu có tác dụng gì đâu. Mình phải nhả mút ra. Thấy không? Thì lúc đó mình mới tăng nhả được. Đó, mình tăng nhả mà. Thấy không? Đó, tức là chẳng hạn như muốn mình mọi người đang chơi mà có cuộc điện thoại hay gì đó, mình muốn mút nhanh á, mình có rút mút mình xài lên. Ok. Dưới này thì nó có sẽ có các reset như là, thật ra nó ghi vậy thôi á, nhưng nó là mod 1, mod 2, mod 3, mod 4. Còn tùy mình gắn chế độ nào, nhưng mà nó đã có chữ như thế này rồi thì mình gắn luôn cho cái mod 4 này. Mình bấm này, music nha. Nó là mod 4 rồi, không gì. Trời, mod 4 này to quá. Đó, mọi người thấy không? Mỗi mod nó sẽ có một cái âm lượng khác nhau, tùy mình chẳng hạn, và tùy căn chỉnh luôn nha. Nó sẽ có 4 mod. Để mình nhỏ lại xíu không là mọi người coi giật mình. Đây, mod 1 nè, bấm mod 1 nè. Đó, bấm mode 2 nè. Thấy không? Bấm mode 3 nè. Biết sao mọi người mode 2 nó không kêu không? Này, nó đang VOD à. Tại vì mình đang ấn optical, bấm qua optical nó kêu. Đó, thấy không? Dễ đơn giản ha. Mode 3 nè. Đó, chọn mode 3 ha. Rồi, ok. Mình sẽ hướng dẫn những cái đơn giản nước. Và cái tăng tông, giảm tông thì mình sẽ để lại cuối cùng ha. Rồi, effect thì cái này dễ rồi ha. Cái cụm này thì dễ rồi. Cái cụm dưới này nè, thì thật ra là bên remote nào cũng có, là tăng giảm effect này. Đó, rồi tăng giảm nhạc này. Ok ha. Rồi tăng giảm mic này. Này thì dễ quá rồi. Có hai cái nút này á, là hai cái nút mà không phải remote nào cũng có nè. Là cái nút tăng giảm sub, nó rất là lợi. Chẳng hạn như tùy bài nhạc, có bài nào sub bị ù quá thì mọi người giảm nó lại. Đây, chẳng hạn như ví dụ như mình đang ha, mình đang để cái tiếng, mấy mọi người nghe rõ không ạ? Hiện tại tiếng sub nó đang để là 35 đúng không? Mình sẽ tăng nó lên nè. Đương nhiên mình sẽ giới hạn nó được nha. Và mình sẽ tăng giới hạn lên được hoặc giảm giới hạn được. Đó, cái này mọi người sẽ nghe thấy tiếng sub nhiều hơn nè. Đó. Ở đây mình nghe rất là rõ sự thay đổi. Tức là cái nút này nó dành cho những khách hàng nào mà nó rất là tiện lợi, khi đặc biệt là khi mọi người mà nghe nhạc á. Mọi người cảm thấy cái âm thanh này nó chưa, cái sub nó hơi bị nhiều quá. Bởi vì thật ra karaoke thì hầu hết là mình sẽ lấy sub rất là khá là nhiều để tiếng sôi động nó hay á. Tuy nhiên khi nghe nhạc thì cái sub nó nhiều quá thì nghe nó mệt á. Thì cái tăng giảm sub này cũng là một cái rất là lợi thế cho cái remote này, mà không phải remote nào cũng có nha. Ok. Ở khúc dưới này thì tăng giảm chép bass trên nhạc với micro thì quá đơn giản này. Cái này là nhiều cái có lắm. Rồi, cái cuối cùng mình muốn nói nhấn mạnh với mọi người. Đây, cái pitch này, cái tăng tông giảm tông á. Đây mình mở lại từ đầu cho mọi người coi cái clip này ha. Rồi. Ok. Đang Tết thì mở nhạc Tết cho vui. Gần Tết rồi. Ok. Hiện tại nó đang pitch là 0. Nó pitch up.
online. Ok, hiện tại á tông nó đang tông bình thường, nghe nhạc rất là thường nha. Nhưng khi chẳng hạn như bài nó cao quá với mình sẽ giảm tông lại, mọi người nhìn này. Đó, mọi người thấy rõ ràng không? Âm thanh nó sẽ trầm lắng xuống một tí, âm thanh đấy chậm lại một tí, đao nhạc xuống một tí, giảm tông lần hai. Không biết là nghe qua ấy có rõ không, nhưng mà mọi người ở đây mọi người sẽ thấy cảm nhận nó khác biệt. Để mình giảm thêm một lần nữa, để mình giảm xuống cuối cùng luôn. Đó, mọi người thấy. Đương nhiên khi mọi người giảm quá nhiều nó sẽ bị méo tiếng như này, nghe rất là dở. Ok, nhưng mà mình không thể, nói chung là đương nhiên là đừng có lạm dụng cái này, mình giảm quá nhiều, tăng quá nhiều nha mọi người. Mình chọn chẳng hạn như mọi người là nam, mọi người chọn đúng bài tông nam đã, rồi sau đó mình chỉ cần chỉnh nhẹ thôi, thường là chỉ cộng trừ 2 là được rồi. Cái đây nó cho cộng 7 luôn, nó hơi nhiều, nó làm méo tiếng. Chẳng hạn đây cho mình cho công cao này, ok vẫn hát được, hơi méo tiếng một xíu không sao cả. Cái này là đúng là giải pháp dành cho thay thế hoàn toàn cho cái con mà Q100 ngày xưa. Thật ra hồi xưa rất là nhiều khách hàng thích cái con Q10, Q100 Humidia, bởi vì là cái nhạc trong ổ cứng của nó tăng tông giảm tông được. Nay khi mọi người đã có một cái remote con V8 này rồi thì mọi người hoàn toàn có thể không cần xài những cái đầu đó nữa. Mọi người chỉ cần xài vang số và mọi người có con remote này là mọi người đã tăng tông giảm tông nhạc được rồi, mà trên cái mixer luôn, và đặc biệt chỉ có tại Thiên Vũ thôi nha mọi người. Cái remote này bên mình sẽ tặng kèm cho bất kỳ sản phẩm nào bán ra của con vang số V8 bán ra, kể cả hàng có tem hay là hàng không tem nha. Hàng có tem hay không tem bên Thiên Vũ đều tặng cho mọi người một cái remote như thế này. Trị giá thì cái này mình không có trị giá, thứ nhất là mình không bán lẻ, bởi vì cái này nó không có tính giá trị được, bởi vì cái này là cái hàng tặng kèm như món quà mà bên Thiên Vũ muốn dành tặng cho những cái hàng đã rất là yêu quý, tin tưởng Thiên Vũ và sử dụng cái sản phẩm V8 này, một cái sản phẩm vang số mới ra mắt của VNM. Ok, vừa rồi thì mình vừa mới chia sẻ cho mọi người những cái tính năng cơ và rất là những cái tính năng thú vị và hay ho trên cái remote con vang số JBL V8 này. Thì mọi người nếu mà thấy clip này hay thì mọi người có thể cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn ha. Còn nếu mọi người muốn trải nghiệm nhiều hơn về cái dòng này thì mọi người có thể đến showroom của Thiên Vũ 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5 để trải nghiệm cái setup và cũng như là các tính năng trên con remote này ngay tại cửa hàng luôn. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo. Bye bye.